Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Máy ảnh Lý Biêu. Kênh YouTube này lập ra với mục đích hướng dẫn các bạn về sử dụng máy ảnh, đặc biệt đối với các bạn mới tập chơi. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều bạn bè, nhằm mục đích giúp cho cộng đồng yêu thích bộ môn nhiếp ảnh ngày một phát triển. Mình cũng xin giới thiệu Máy ảnh Lý Biêu là một kênh bán hàng uy tín và chuyên nghiệp. Shop mình bán nhiều máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh phim và phụ kiện máy ảnh. Đến với shop Lý Biêu, các bạn có thể tha hồ lựa chọn nhiều và rất nhiều máy ảnh nhé. Các kênh bán hàng của mình có để theo đường link trong phần mô tả. Hy vọng các bạn sẽ yêu mến mình và nhớ follow mình nhé. Ok, hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn với channel của mình Lý Biêu. Và ngày hôm nay Lý Biêu sẽ hướng dẫn sơ lược cho các bạn trong cái cách mà chỉnh màu cho máy ảnh một số máy vintage xưa nha. Thì lưu ý là mình chỉ hướng dẫn đối với những chiếc dòng máy vintage xưa với độ phân giải của nó là khoảng từ 2 megapixel cho đến 5 megapixel. Thì đại khái là những dòng máy mà nó sản xuất cách nay là khoảng 15-20 năm về trước đó. Thì trên tay Lý Biêu đây là một chiếc máy ảnh cũng là của hãng Fuji. Vì một số bạn mà chơi máy ảnh á, thì các bạn cũng hỏi mình là cách chỉnh này kia. Tại sao là cái máy như thế này mà đưa cho người khác chụp á, thì nó đẹp, nó vintage, nó theo đúng gu của các bạn đó. Còn đẹp xấu thì do mỗi người một gu. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sơ lược thôi nhé. Thì mình cũng giải thích luôn là ứng với mỗi cái máy thì cái cách chỉnh nó sẽ khác nhau tí xíu. Nhưng mà mình hướng dẫn các bạn là cái công thức chung để các bạn từ đó các bạn hiểu. Thì đầu tiên là mình cũng giải thích luôn là ứng với mỗi máy thì cái chất ảnh nó sẽ khác nhau tí xíu, chứ không phải là máy nào cũng giống như máy nào, hoặc là hãng nào, các hãng khác nhau thì nó cũng là khác nhau. Ví dụ như hãng Casio thì chất nó khác tí xíu, Fuji chất nó khác tí xíu. Thì bản thân mình thì cũng không có thời gian để mà chụp. Mình thì cũng có rất là nhiều máy, Fuji có, Casio có, Canon có, Nikon có, này đại khái là hầu hết rồi, rất nhiều máy mình cũng có cầm qua. Nhưng mà thực chất là mình cũng không có rảnh rỗi thời gian để mang từng chiếc máy đi chụp. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái công thức chung như thế nào ha. Thì đối với những chiếc máy ảnh Fuji thì nó có cái chỗ này. Và mình cũng xin giải thích luôn là tùy chiếc máy nha, không phải là máy nào nó cũng có. Mặc dù là mình các bạn mua máy Fuji nhưng mà tùy chiếc máy là có hay không. Ví dụ như chiếc máy này có chữ F đây nè, các bạn bấm vào đây rồi các bạn chuyển qua bên đây nha. Chuyển qua bên đây chỗ mà cái hình này nè. Rồi cái này mấy các bạn cho nó là kiểu là giả lập. Thì nó có ba chế độ là F là standard, là tiêu chuẩn cơ bản. Còn F chrome này thì giống như là giả lập cái màu phim tí xíu, thì các bạn chọn qua đây là ok. Nếu mà các bạn chọn trắng đen, các bạn chọn lên đây ha. Thì những chiếc máy khác thì nó cũng giống vậy, mà nó không sử dụng những cái từ ngữ này, mà nó sử dụng từ ngữ khác. Nó sẽ sử dụng là standard, vivid rồi gì đó. Thì cái đó là gọi là chỉnh màu ha, chỉnh màu cho máy. Thì mình thấy đối với cái máy Fuji này, các bạn chọn F-Chrome này là ok nè. Thì các bạn cứ thử ha. Ví dụ như các bạn có thể chọn chữ standard mình chụp một tấm, mà chọn lên F-Chrome mình chụp một tấm, thì về nhà mình so lại để xem như thế nào ha. Đó là cái bước đầu tiên đối với máy Fuji. Cái thứ hai là bù trừ sáng á. Thì đối với những chiếc máy ảnh mà theo kiểu vintage á, những cái ảnh á, thì nó hơi đen đen, hơi úa chút xíu đúng không? Thì các bạn có thể giảm cái white balance, cái chỗ mà bù trừ sáng này nè, các bạn giảm xuống ha. Ví dụ mình giảm xuống thì cái ảnh nó tự nhiên nó đen lại. Cái này là bù trừ sáng, mình chỉnh về hướng dấu trừ là nó đen, nó tối hơn, còn chỉnh về hướng dấu cộng nó sáng hơn. Thì trường hợp mà các bạn thích mà ảnh mà nó tối tối, nó kiểu úa đó, cũ đó, thì các bạn chuyển về dấu trừ nữa, tức là nó đậm hơn tí xíu thì là ok. Còn các bạn mà không thích thì các bạn có thể chỉnh lên đây nè, chỉnh lên dấu cộng, hướng dấu cộng là nó làm cái ảnh nó sáng hơn thôi. Thì bình thường các bạn lên mức 0 thì các bạn cứ trải nghiệm ha. Mình có thể chỉnh đây là như thế này là ok. Cái đó là bù trừ sáng, thì chỉnh cho nó đậm màu lên. Tiếp theo là white balance ha. Thì cái chỗ white balance này là quyết định khá là nhiều về chất lượng màu của ảnh. Ví dụ như các bạn để auto này nó là cái ảnh nó sẽ là bình thường, nhưng mà chỉnh lên đây là các bạn nó màu nó sẽ thay đổi. Thì các bạn nào cứ cầm máy lên các bạn sẽ thấy máy Casio hoặc là máy Fuji này kia, hoặc là máy Pentax này kia cũng vậy đó. Thì các bạn chỉnh nè, bình thường á, các bạn nào không am hiểu các bạn để auto chụp, nhưng mà khi mà các bạn có thể trải nghiệm, các bạn nhận lên đây nè lên bên đây là trời ngoài trời ha. Lên đây nữa là nó sẽ ra màu vàng vàng tí xíu, lên đây nữa nó hơi tái bị xanh, lên đây nữa là nó khác nữa. Do mình quay cái clip này ở trong phòng thì mình không có dẫn chứng cụ thể cho các bạn. Thì đối với cá nhân mình thì mình không có nói là mình chỉnh cái chỗ nào đẹp, mình chỉ hướng dẫn các bạn thôi. Bởi vì ví dụ như một số bạn thấy cái ảnh nó xanh xanh thì đẹp,
Còn một số bạn thấy thích cái ảnh là kiểu ngã vàng thì bản chất đó mình cũng thích cái kiểu mà vàng vàng, nó tạo ra cái hình úa úa vintage. Có người lại thích nó hơi xanh xanh ha. Do đó là cái đẹp xấu là do các bạn nhận định, chứ mình không có nói là màu vàng sẽ đẹp hay là màu xanh sẽ đẹp. Thì nhưng mà các bạn cứ chú ý cho mình là chụp chỉnh ở chỗ quay ba lăng này nè đó, mình chỉnh mình đứng một chỗ thôi, mình đứng một chỗ thôi, mình chỉnh đây nè, mình chỉnh về auto, mình chụp một cái lên đây, chụp một cái lên đây, chụp một cái lên đây, chụp một cái nha. Đó là như thế. Một cái nữa mà các bạn có thể chỉnh được là ISO nha. ISO đó là giống như là gọi là độ nhạy sáng của cái cảm biến. Thì khi mà các bạn chỉnh thì các bạn bấm vào trong đây nè, mà bấm vào đây ha, ví dụ đối với cái máy này nè, này nè, thì các bạn chọn cái ISO lớn, số lớn cho mình, cái số càng cao càng tốt, ví dụ như khoảng 400 đến 800 là được. Thì cái số ISO này là nó khi mà các bạn chụp đối với những cái máy vintage này á, các bạn chụp vào ban đêm mà các bạn chụp quán cà phê mà nơi thiếu ánh sáng á, cái hình nó sẽ ra hạt 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 rất là hấp dẫn. Thì các bạn chỉnh chỗ đó nha, các bạn chỉnh ISO lên cho mình. Thì các bạn cứ test thôi, mình cũng chưa biết là nó đẹp hay xấu đâu. Nhưng mà mình đã từng xem các bạn, mình đã học một vài các bạn khác, các bạn nói là nên chỉnh ISO lên tí xíu thì khoảng 200 hoặc là 400 hoặc là 800 gì đó. Thì tùy các bạn chỉnh thì sau đó các bạn sẽ trải nghiệm nha. Rồi ok, thì đối với cái máy này nó chỉ có mấy chức năng như thế và nó có vài cái chỉnh như thế. Rồi ngoài ra mình cũng giải thích thêm cho các bạn luôn á, đối với cái những cái máy này thì các bạn chọn là cái độ phân giải này nè. Độ phân giải các bạn chọn thấp thôi. Ví dụ đây có 2M, 3M và 5M thì các bạn chọn 2M hoặc là 3M thì cái hình nó lại là nó mình thấy là nó đẹp hơn là so với cái hình là 5M. Đó, các bạn có thể trải nghiệm cái vấn đề này thử coi. À, mình cũng có chụp vài ảnh rồi, mình cũng xét vậy đó. Cho nên là mình hướng dẫn các bạn ha. Thứ nhất là đối với cái máy này, ví dụ như là Fuji thì nó có chỗ mà giả lập phim này, mình chọn về F-Chrome. Thứ hai là ISO mình tăng cao lên. Thứ ba là cái này mình chọn chất lượng này nè, mình chọn là 2M hoặc là 3M, thấp thấp tí xíu, đại khái là số thấp thôi ha. Thứ tư mình chỉnh là bù trừ sáng. Thứ năm là mình chỉnh là quay ba lăng ha, bù trừ sáng nè. Bù trừ sáng thì các bạn chỉnh là cái nó đậm hơn tí xíu là chỉnh về hướng dấu trừ. Quay ba lăng thì mình chỉnh đây ha, có thể là hai ba kiểu này nè, thì nó sẽ kết hợp với nhau, nó sẽ tạo ra chất ảnh nó có thể là vintage cho các bạn. Ok, thì mình giải thích sơ lược như thế thôi ha, tùy vào mỗi máy nó sẽ có cách chỉnh khác nhau, và cũng như là các bạn cũng sẽ học hỏi thêm ở trên mạng. Bởi vì nhiều người là mình có bán máy cho họ đó, thì họ chụp ra cái màu á, mình thật sự là mình không biết luôn, mình không biết cách chỉnh như thế nào được như vậy luôn. Và mình có hỏi họ thì họ cũng có hướng dẫn sơ sơ cho mình thôi, họ không có chỉ bí kíp. Ok, thì nó vui như thế thôi nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Thì sẵn đây mình giới thiệu luôn, thì trên kênh của mình có bán khá là nhiều máy ảnh, trên kênh Facebook của trên kênh Instagram mình á thì cũng khá là nhiều máy ảnh luôn. Thì các bạn có nhu cầu tìm cho mình những chiếc máy ảnh thì các bạn có thể ghé vào những đường link mình để bên dưới nha. Ok, chào các bạn.